Nếu trong may một ngày điện thoại thông minh của các bạn hết bộ nhớ thì đừng quên tham khảo thương hiệu SanDisk với rất nhiều thiết bị hỗ trợ mở rộng bộ nhớ cho điện thoại thông minh. Rồi, trong mấy năm trước thì anh em đã quay trở lại với mình và mình là Cắm Lợn, An Hải vẫn như mọi khi. Và đây là Sheraton, khách sạn Sheraton 5 sao đây anh em ạ. Và đây là sự kiện của Asus ra mắt dòng Vivobook mới, chiếc S431. Và mình sẽ cầm một chiếc về ngay studio cho các bạn để chúng ta cùng nhau đánh giá trên tay xem nó như thế nào. Nhưng mà trước khi trên tay chiếc laptop này, hãy nhau đi một vòng xung quanh sự kiện xem có gì hay ở đây. Let's go. Mình vừa teleport từ sự kiện đấy bay về studio, các bạn thấy mình đỉnh không? Chúng ta sẽ cùng nhau trên tay chiếc Asus S431, chính xác là S431F. Cái mã đằng sau rất là dài, các bạn quan tâm mình sẽ để link của Asus phần mô tả video dành cho em quan tâm. Thì đây là mẫu laptop có mức giá khá là dễ chịu dành cho dân văn phòng và những người có nhu cầu cơ bản. Và mình thấy rằng càng ngày Vivobook của Asus càng ngon và thiết kế nó càng đến gần hơn với series ZenBook, rất ngon và không sợ nóng. Và như các bạn thì nhìn thấy ở đây, với cái màu sắc cực kỳ đặc dị và cực kỳ nổi bật này, rất là cá tính nữa. Thì có lẽ các bạn cũng biết rằng Asus thiết kế chiếc laptop này dành cho ai? Dành cho giới trẻ, những người năng động và những người thích thể hiện cá tính. Ở đây thì là cái màu xanh gọi là xanh Cuban và một cái viền màu hồng cam chạy quanh, rất đặc dị, rất hay. Và năm nay thì Asus có tận 5 màu cho series Vivobook S431 này. Chúng ta có màu đen cơ bản, màu bạc cơ bản dành cho các bạn thích màu mè. Còn nếu anh em thích nổi bật thì chúng ta có màu xanh cobalt này, có màu hồng cam này và màu nữa là màu xanh rêu. Màu xanh rêu trông khá là hay, trông hơi giống kiểu màu army green ấy, xịn lắm anh em ạ. Thì chiếc máy này có màn hình 14 inch, thiết kế vô cùng nhỏ gọn, viền màu chỉ nặng khoảng 1,4 kg và tương đối là dễ dàng để mà đem đi kiểu học này, du lịch này hoặc đi trịch này vân vân mấy mấy. Phần nắp lưng và bề mặt bàn phím được làm từ nhôm, trong khi đó thì viền màn hình bên trong cũng như là mặt đáy được làm từ nhựa, nhưng mà kết cấu rất chắc chắn. Và điều mình thích ở đây đó là bản lề rất trơn, rất nhẹ và rất mượt. Các bạn có thể mở được bằng một tay như mình làm bây giờ này. Đó, mở một tay anh em xem. Và khi mình mở lên, các bạn thì nhìn thấy luôn là chúng ta vẫn có thiết kế Ecolift. Tức là khi mở máy lên, nó sẽ nhấc cái đài máy lên một đoạn, vừa để tản nhiệt tốt hơn mà vừa để cho chúng ta một cái góc nghiêng, nhưng mà nhớ không nhớ là 3 độ để gõ phím nó tiện hơn. Và ngay khi mở màn hình lên, chúng ta sẽ thấy ngay ở phần viền trên sẽ có hai đèn hồng ngoại nhấp nháy và một camera. Cái này là để nhận diện khuôn mặt các bạn bằng tính năng Windows Hello của Windows 10, khá là hay. Và cũng chính từ việc có cái Face ID này rồi thì các bạn sẽ không có vân tay nữa. Và mình thấy rằng cái Face ID nó tiện hơn, không cần động tay tìm cả phải vân tay là gì, chỉ cần nhìn vào màn hình phát là mở khóa. Về cổng kết nối của chiếc máy này, chúng ta vẫn có khá là đầy đủ. Các bạn có cổng USB Type-C Super Speed này, có hai cổng USB 2.0, có cổng cắm sạc tai nghe 350mm, có cổng HDMI và cái mình thích nhất là có khe cắm thẻ nhớ SD cỡ lớn dành cho anh em sử dụng máy ảnh và máy quay, rất là tuyệt vời. Một điều các bạn cần lưu ý là chiếc máy này sẽ không cổng cắm mạng LAN Ethernet, thế nên là anh em cần cắm dây mạng LAN thì sẽ phải mua adapter. Cái này các bạn cần lưu ý cho mình. Về phần bàn phím, chúng ta có bàn phím Ten Keyless với cảm giác gõ rất tốt, chắc chắn độ nảy ở phản hồi rất là tốt và có nền backlit màu trắng. Với một cái mức giá tầm trung hay suýt nữa thì bình dân, khoảng tầm 17-18 triệu, cũng không hẳn là bình dân lắm. Nói chung là tầm trung thì chúng ta có đèn backlit với cái thiết kế bằng nhôm, gõ rất là sướng, chắc tay. Mình cho điểm cộng cho cái bàn phím này. Nhưng mà nếu các bạn cần một chiếc laptop với bàn phím số thì có lẽ các bạn có nhiều option khác đến từ Asus. Còn chiếc máy này chỉ có thanh keyless mà thôi. Ở ngay dưới phần bàn phím chúng ta sẽ có touchpad. Và theo những cái cảm quan của mình thì đối với laptop Windows kích thước 14 inch thì chiếc Vivobook S431 này có touchpad tương đối lớn và cũng như là được bề mặt được phủ nhôm, có chạy Windows Precision Driver khá là chính xác, cũng như cái việc lướt đa ngón tay rất là ngon. Nhưng mà bây giờ là cái phần đầu tiên và cũng có lẽ là cái phần duy nhất mà mình chê, đó là loa của cái máy này. Đã từ rất là lâu rồi chúng ta có những cái logo ví dụ như là Sonic Master
BNO hay là Harman-Kardon được đứng vào laptop của Asus. Nhưng mà loại trên laptop phải tệ lắm anh em ạ. Không đến mức tệ kinh khủng khiếp, nói chung chi tiết thì vẫn có, nghe vẫn trong và không bị rè, nhưng mà âm lượng quá bé và gần như không có bass. Cái loa laptop này theo như mình dự tính ấy, ở mức âm lượng khoảng tầm 90 dB thì chỉ để sinh ra trống điếc thôi. Anh em muốn thưởng thức âm nhạc thì có lẽ phải đem theo loa di động. Loa của chiếc laptop này rất nhỏ và gần như không có bass, đó là điều các bạn phải lưu ý. Có lẽ loa là điều duy nhất mà mình chê thôi, còn lại thì rất nhiều thứ ngon. Đơn cử như việc là về màn hình rất là mỏng, cái tấm nền nó chiếm đến 86% mặt trước, khá là ok. Viền Nano Edge mặc dù viền mỏng nhưng mà vẫn có webcam. Đấy. Thêm một chút thông tin về màn hình thì chúng ta có tấm nền 14 inch LED backlit, độ phân giải Full HD và góc nhìn rộng 178 độ được phủ mờ chống lóa. Còn bây giờ là về cấu hình phần cứng. Tốc độ của SSD này thì mình có test bằng Crystal Disk Mark thì đạt được khoảng tầm 1.7 đến 1.8 GB tốc độ đọc 1 giây và 1 GB tốc độ ghi, khá là ổn định. Và về pin ấy thì mình chưa có thời gian để mà test một cách rõ ràng kỹ càng nhất, nhưng mà trước mắt mình rất ấn tượng về thời lượng pin của chiếc laptop này. Đó là mình không chơi game, để độ sáng màn hình cao nhất, mắc âm lượng loa, xem phim khoảng tầm 5 tiếng và vẫn còn khoảng tầm 20% pin. Cực kỳ bá đạo. Nói chung là chiếc laptop này mà dành cho anh em nào mà sử dụng để làm việc văn phòng, gõ văn bản, xem phim lướt web thì đảm bảo các bạn pin cực kỳ trâu. Mình thì mình chưa có thời gian test game, khi nào mà các bạn cần ấy thì mình sẽ kiếm phiên bản có card đồ họa rời về test cho các bạn. Còn hiện giờ thì phiên bản này mình chỉ làm laptop văn phòng thôi, làm gì card đồ họa mà test game. Pin rất là ok. Và cuối cùng về khả năng tản nhiệt thì với cấu hình của chiếc máy này, như mình nói là sử dụng làm văn phòng thôi chứ không phải để chơi game, nên là mình cũng không test game. Còn về cái nhiệt độ cho laptop này thì khá là bất ngờ, quạt không hề kêu to và nhiệt độ cái bề mặt chỉ loanh quanh 36-37 độ, rất là mát mẻ. Tổng kết lại, chúng ta có cái gì khi mà mua chiếc laptop này? Mức giá khá là tầm trung, không bị đắt, khoảng tầm 17-18 triệu. Rất nhiều bạn có thể tiết kiệm tiền hay là học xong đại học các thứ, xin thầy U mua được một laptop tầm giá này, nó không quá cao. Chúng ta có thiết kế mỏng, nhẹ, gọn gàng, màu sắc độc đáo, đúng không? Rất là đặc dị, màu đặc dị vãi. Các bạn có màn hình Full HD 14 inch, độ sáng không phải là quá cao nhưng mà rất đủ để nhiều người chơi. Trông lóa này, góc nhìn 178 độ này, vân vân mây mây. Các bạn có màn phím backlit này, có cả nhận diện khuôn mặt này, có thời lượng pin rất là trâu nữa và màn phím gõ rất là ngon, trackpad ngon. Chỉ mỗi cái loa tệ nên là anh em chịu khó mang theo tai nghe hoặc mang theo loa di động. Như vậy thôi, video trên tay và đánh giá nhanh chiếc laptop Vivobook S431 đến đây là kết thúc. Thế thôi, còn nói gì nữa nhỉ? Đúng rồi anh em, nhớ subscribe để mình có tiền cho con uống sữa. Like video luôn, thấy quảng cáo thì bấm vào luôn cũng được. Và laptop này thì mình sẽ kiếm link của nhà bán hàng cũng như là của hãng đặt dân vào một tập video dành cho anh quan tâm. Xin chào, hẹn gặp lại. Peace.